Bà nội gần mất cái mà nội mới nói là cha với mẹ nói nó hồi nhỏ nó có cái trong bào thai đó chắp tay chổng rồi bà mụ giường sanh không được ở cái dưới bà mụ trên thành phố á, bà mới nói là không biết là trong này nữ hay nam mà chắp tay trong chổng rồi nữa sao là từ bỏ âm ra, còn mấy đứa em sau thì lập gia đình, còn như cho nó lập gia đình là nửa đời nó cũng bỏ à, chứ nó không ở với người ta bền, tại vì mình cái có nhân duyên rồi. Nhân viên tu với Phật à. Rồi bà nội bà không có cho gả, tội nghiệp cái bà đó dữ lắm luôn kìa, bà Thế còn con trong bụng là cô đã chắp tay gì hả à, ha? chắc là chồng ngồi nên là cờ sanh là đặt không cái được. bàn đương án rồi cái bà mụ bà già bà đứng giái, bà ngoại giái, bà nội giái, rồi cha mẹ giái, cha giái đứng giái ra rồi mới sinh ra. Tôi nói vậy sống cho đi luôn mẹ chứ gọi để chịu khổ mẹ con. Thầy ông khóc, sư cô khóc là thế nào đệ tử cũng khổ, mà giờ hoàn cảnh làm sao giờ cô làm sao cô bỏ được ấy? Cha mẹ làm sao bỏ đó. Con mới nghĩ con mới xin về. Đây là hồ cái này. Cô thấy là Mở cái cái cây này gạt nó mối không rồi nè. mới mà không dám thử mở cái gì, cô đâu có dám ở nó, cô học đi Trời lên cô ơi. không có dám ở đây đâu, cô ở đây không có được, mưa tràn Đất dữ mưa lắm tràn ở đây nè. không Mà tràn cái hoàn chưa cảnh của ước cô mơ quá kỹ khó sư khăn cô luôn. nè, cô em coi nè đó, như vậy đó không có cây sắt nào Cái này mà cũng mưa gió là nguy hiểm lắm nghe nguy cô. hiểm đó, Ở bởi dòng vì hở nào cũng dám đầu dòng tóc tùm lum dần đâu dám cúng đầu đó. cái Thì em cố gắng em giúp đỡ cho cô để mà lo cho cô có cái cốc để cô niệm Phật. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì hôm nay Bùi Hồ cùng với lại cô Hai Vui ở đây có dịp tìm về xã Mỹ Quý, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp để tìm về một hoàn cảnh của một sư cô có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Và hoàn cảnh này như thế nào cô vua của cô cổ sư á, cô thì như thế nào cô vui? Cô à, cái sư cô này là cô Như Thiện, cô cũng gặp cái hoàn cảnh khó khăn dữ lắm. Cô năm nay cũng 65 tuổi rồi nhưng mà cái nhà cô xuống cấp á, thì muốn sập rồi, nhưng mà tôi thấy cô tội nghiệp quá rồi cái tôi mới nói thôi cô lên ở đỡ nhà của người em đi, rồi để góp xin nói với thầy Hồ đây nè để thầy giúp đỡ rồi để mà cất cho cô sửa sang lại cái nhà nó khác để cho cô cầu Phật Lưng của Bùi Hồ và cô Vui đó là cái am mà của sư cô tu ở đây. Thì theo được biết hoàn cảnh của cô Vui giới thiệu thì sư cô trước đây tu ở bên Sa Sa Đéc, thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp, nhưng mà sau này vì ba mẹ già nên qua đời qua hết đời rồi. Hết rồi nên thành nữ ra là cô mới về. cô mới về đây. Thì bây giờ mà Bùi Hồ với lại cô Vui sẽ đi vào trong am của cô nha. Dạ. Thì mọi người thấy ở đây cái am ở đây vào thời gian này thì cũng chập tối rồi, cũng hơn 6 giờ. Hai cô cháu mới có dịp đi đến đến đây, tranh thủ thời gian đi đến đây. Thì mọi người cố gắng xem nha. Bây giờ sẽ đi thôi, đi vô cái am của cô. Dạ, con chào cô ạ. Dạ. Dạ, muốn đem cô thường ở đâu? Mình đem ở đâu cũng được dạ. Dạ con chào cô ạ. Dạ. Tối quá hay cô ha. Dạ. Của cô là tường của cô xây gian dở vậy đi hả cô hả? Dạ. Nó không có cây sắt nào chứ thì ôi đó ơi. thầy thấy không, rồi làm sao cô ở đây, cứ nói thôi cô lên chỉnh ở đỡ đi. Đây là cái nơi mà tối cô cô ở đây tụng những kinh nơi đó cô ha. tụng kinh á, Dạ. Dạ. Cho con xin phép con quay tượng Phật nha, nha cô nha. À. Thầy dạy học rồi cái thầy cũng sắp xếp để thầy đi. Dạ con đi cố gắng sắp xếp thời gian, con nghe cô Vui điện con tuần rồi sắp xếp con lên đây á cô. Dạ thì ở đây thì cô kê tạm bằng những cái cây như thế này đi hả cô? Mình sợ nó sập đó, chiều Trời ơi. cháu nó chôn nghe em đã em ra đây nè hồ.
Cô thấy nè, cái cây này nó mối không rồi nè. Mối mà không dám thử nữa. Chị cô đâu có dám ở đó cô. Đi trời đi, ơi. Không có dám ở đây đâu, cô ở đây không có được. Đất mưa tràn ở đây nè. Mà cái hoàn cảnh của cô quá khó khăn luôn. Nè, cô em coi nè, đó như vậy đó, không có cây sắt nào. Cái này mà mưa gió là nguy hiểm lắm nghe cô. Nguy hiểm đó, bởi dòng mà hở nào cũng dám đầu, dòng tóc thì lưng dòng đâu dám cúng đầu. Cái am của mình là cất bao nhiêu lâu rồi cô? Cái này hồi đó chắc về cũng 20 năm rồi. 20 năm rồi, xuống cấp trầm trọng rồi. Ở trong cái căn, cái am này là có thể sập bất cứ lúc nào nè. Ôi ơi, nghĩ xét luôn nè. Dạ. Ở đây có ông Phật đây, ông Phật luôn nè. Thôi bây giờ cô cho con thắp hương cái đi nha. Dạ. Cô đốt hương cho con thắp cái. Một ngày cô tụng bao nhiêu lần nha cô? Hồ ơi sao mà nó dạ, không có còn thấy nữa. Dạ không, không sao, má con nó tự động con. Vậy hả? Dạ. Đó. Ở đây là ba cây nha cô nè. À, ba cây. Dạ. Tính thiêu sạn là chặt hai cái dừa ra bữa nay chúng nấu nhà nặng cúng. Lấy thằng nước rồi. Cái pháp danh của mình là gì hả cô ha? Pháp danh của cô ha? Dạ. Như Thiện. Cô là cô Như Thiện ha? Dạ. Dạ. Tại vì cô thọ đại giới à. Dạ. Cô tu từ nhỏ đến lớn giờ luôn hả? Tu hồi xuất gia là 18 tuổi ha, tới giờ luôn. Dạ. Rồi trước nữa thì cô làm công quả ở dưới chùa đó, bệnh đó. Làm công quả cũng 5-6 năm rồi cô mới thầy mới cho xuất gia. Dạ cô có thể ngồi đây để cô cháu. Rồi trước nữa là bắt đầu bà 6 rưỡi mình tha chị rồi nè. Dạ rồi, mỗi một lần tụng là khoảng thời gian bao lâu hay cô ha? Chắc tiếng với trên tiếng. Trên tiếng. Thì buổi sáng là cô tụng khoảng mấy giờ, 4 giờ sáng hay sao? 4 giờ sáng. 4 giờ sáng. À, 4 giờ khuya đó. Dạ. Còn trưa? Trưa 11 rưỡi. Dạ. Tối thì khoảng 6 giờ rưỡi cô tụng. 6 giờ rưỡi, sẽ dạng thay nước này kia đang tính giặt dừa ra cúng đó. Dạ. 14 là xong hôn nha. Dạ. Rồi những ngày mưa gió là sao cô? Ngày mưa gió dông quá trận luôn thì con không dám xuống thấp hơn rồi có sao em xin phép á ông Phật cho con tội nghiệp ông không biết đây không thấp để con đi lên nhà trên con ở đậu đó. Có nghĩa là lúc nào nguy hiểm quá. Nguy hiểm lắm tính. Dạ. Mùng 6 tháng 9 này. Cô vui ngồi cô vui. Hồ. Dạ. Mùng 6 tháng 9 này là cô động thổ không cô làm. Thì em cố gắng em giúp đỡ cho cô để mà lo cho cô có cái cốc để cô niệm Phật. Có tiền cúng dường không cô? Ở nhà có ai cúng dường cô? Cô bị hôm đó nay cô cũng bệnh đó rồi cái cô không có đi đây kia được rồi không có xã giao. Cô chỉ có ở nhà thôi đó. Vì đám bao nhiêu cô hởm dưới cô hai đó. Cô rước đám mà bên Sa Đéc cũng mấy đám rồi cái nó bệnh cái nhỏ nó nhất á. Thì cái cô đi không được. Đi không được rồi cũng huynh đệ với đệ tử này kia cũng buồn mà đều buồn thì mình phải chịu chứ sao giờ tại vì số mình nó đi không được thì mình cũng vừa buồn tu mà vừa lo. Lo không biết là nó sập xuống mà con thì vô đây thì con nãy giờ con ngồi ở đây chỉ một tí xíu thôi mà con nhờ hên là trời nó không mưa gió đó. Chứ nhưng mà mưa gió này chắc cũng con cũng không dám mà. Dòng đâu cô đâu thì em nhờ cô meo cái rơi luôn. Nó sập rồi bị gì nó đỡ lại ở ngoài. Ở đây thì con có thể thấy nè, cái tường này nó bị bung ra nè cô. Nó không bằng phẳng nè, ở ngoài này nó bự hơn. Ở trên này nó lòi ra ngoài kia. Cây này thì một hết nè. Nói chung là cây ở trên đây thì nói chung là mối một hết trơn. Dạ. Cô về đây thì được bao nhiêu năm rồi? Mẹ mất hồi năm 2010. Là 10 năm rồi. Cái cô sinh là cô về đây rồi sau 2 năm nữa cái cha ông mất. Cha mất cái đứa em dâu thứ tư nó có bệnh đó. Cái năm cái nó mất. Cái ông cậu thứ Út. Ông cậu thứ Út thì ông không có ở đây, ông với già nói á. Ông cũng mất liên tiếp là 4-5 năm rồi. Rồi cái hai cách 3-4 năm cái thằng em thứ tư năm nay 2 năm nó năm nay mất 2 năm thằng kế bên đó. Rồi 2 năm rồi cô giờ cũng như là để trụ đây luôn chứ từ giờ cô giờ sư cô mới kêu về chùa mà giờ sao về được đây.
Bộ gia cảnh của mình khó khăn quá. Chứ hồi đó cô đâu có về đây đâu, sư cô ổng đâu có về đâu, cô xin về đây để nuôi mẹ ổng đó, ổng thay xong rồi trở lại ổng khóc một đêm luôn, bởi vì cô mới khổ đó. Cứ biết thầy ổng khóc, sư cô khóc là thế nào đệ tử cũng khổ à. Mà giờ hoàn cảnh làm sao, giờ cô làm sao cô bỏ được đấy, cha mẹ làm sao bỏ đó. Cô mới nghĩ, cô mới xin về. Ở trong tu là mình, thầy khóc là đệ tử sẽ khổ hả cô hả? Thầy khóc là đệ tử khai khổ đó. Đó thì cô biết là cô về đây là cô phải bị khổ. Khổ là cũng như lao đao lận đận này kia kia nọ, nó nhồi á. Rồi cô cũng gắng, để gắng vượt lên. Rồi trong cái thời gian này con thấy gia cảnh là cô khó khăn quá. Rồi cái chỗ ăn chỗ ngủ ở trên kia thì có thể ở cô ở tạm được rồi. Ở chỗ ngủ á, còn ăn uống sao cô? Ăn uống thì cũng như ở chảnh này, đem đồ này kia chảnh là nấu ăn, nấu rồi này kia luôn tạm luôn chứ làm sao vậy? Dạ. Thường có ai lại cúng dường cô không? Ít lắm, cô ở đây thì đâu có ai đâu, quen thì thương cô quá rồi mua đồ cho cô thôi, chứ cô đâu có xã giao, cô đâu đi đâu đâu. Cái điều kiện của cô đi không có, cô không biết chạy xe, cô biết xe đạp đi chợ rồi về đây. Đi ra ngoài chợ đó rồi về đây, rồi tại chỉ xe đạp đó là cô Bảy có ở dưới Bình Thạnh á. Cô cho năm đó, năm nay cũng 4-5 năm rồi. Nói cô, tôi cho cô chiếc xe nó có gì cô chạy tái gì lui với tôi mà từ đây Bình Thạnh về nữa, sao tôi chạy xe đạp đâu. Con nghe cô Vui nói năm nay là cô 65 mà. 65 mà. Dạ, cô là không trước đây từ nhỏ giờ nên không chồng không con luôn hả cô? Không, không có gì chăng cô, không có lập gia đình. Dạ. Bà nội gần mất cái mà nội mới nói là cha với mẹ nói nó hồi nhỏ nó có cái chồng bào thai đó, chấp tay chồng rồi bà mụ giường xanh không được ở cái dưới bà mụ ở trên thành phố á, bà mới nói là không biết là trong này nữ hay nam mà chấp tay trong chồng rồi à, nữa sau từ bỏ em ra, còn mấy đứa em sau thì lập cho lập gia đình, còn như cho nó lập gia đình là nửa đời nó cũng bỏ ha, chứ nó không có không ở với người ta bền. Tại vì mình cái có nhân duyên rồi, nhân duyên tu với Phật à, rồi bà nội bà không có cho gả. Tội nghiệp cái bà đó dữ lắm luôn kìa. Thế còn trong bụng là cô đã chấp tay gì nữa chấp tay chống ngọt. Nên là sanh là không đặt được. Đặt cái bàn đương án rồi cái bà mụ bà già bà đứng giái, bà ngoại giái, bà nội giái, rồi cha mẹ giái, cha giái đứng giái ra rồi mới sinh ra. Tôi nói vậy sống cho đi luôn mẹ chưa gọi để gì khổ. Có nghĩa là sinh khó hả cô? Thấy rồi mụ giường sinh không được hả cô hả? Con giường sinh không được. Dạ. Rồi mấy dưới bà mụ ở thành phố, bà mụ đó mới thăm bụng mẹ. Dạ. Cái nói là ở trong này á, bào thai là không biết nam hay nữ. Rồi đều đặt cái bàn hương án đi, rồi bà già bà đứng bà giái bà sinh, rồi bà vô bà chữa bụng rồi cho xuôi ra. Rồi mới đi ra đó. Dạ. Hồi đó quả vừa đó là bây giờ là mổ á. Tại đó không có mổ. Ừ. Nhưng mà cũng Phật pháp nhiệm màu đó cô, khi mổ cô, mà dạ, đặt bàn giái là được suôn sẻ vậy là Phật pháp nhiệm màu. Dạ, cũng có nhân duyên với Phật. Nhân duyên, dạ. Dạ. Đó rồi đặt bàn hương án rồi cái bà mụ bà gia bà đứng nguyện giái rồi cái chỉ bà nội bà ngoại rồi chỉ ông già đứng ra. Con thì bản thân của con á thì con không có khả năng giúp cô. Nhưng mà con quay clip về cô tại vì hoàn cảnh của cô nó quá khó khăn. Thì con sẽ mong Mạnh Thường Quân sẽ kêu gọi Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cô được phần nào thì hay phần đó, cũng là tùy duyên của Mạnh Thường Quân. Thì con sẽ cố gắng kêu gọi mọi người để giúp đỡ cho cô có một cái am để mà cô có thể an tâm mà cô tu trong những cái ngày mà đặc biệt là tháng 9, tháng 10 này mưa gió nhiều. Mà điều nữa xin chị hai có bàn với chị hai con có người cậu á. Mà cái nó để làm chỉnh xong rồi mới có thỉnh về. Đúng chứ rồi. Chứ không có dời lên mà trên nhà trên được. Tại vì bằng Phật này mình làm xong chỉnh rồi mình mới có chuyện gì chỉnh được. Xin tới cái ngày mới được chứ không đập cái này được. Có bàn qua với người chị. Thường là mình cái em này kinh phí thường khoảng bao nhiêu hả cô ha? Cô không biết nha. Cô đó đâu biết, phải có đó, người xây dựng mới dự tính được. Xây dựng thằng con á, nó làm. Dạ. Thí dụ như mà nó đo cô thì nó cách bề ngang 4 mét.
dài vô 8 thước. Dạ, ngang 1 mét, dài vô 8 thước. Chắc 9 thước rồi. 9 thước hả? Dạ, con cố gắng vậy nào. Dạ, con sẽ cố gắng. Cái nền ở trước thì đó. Này nữa mình xây vòng vòng lên rồi mình bơm cát. Trong cô á, dạ. Ước nguyện á, nguyện với Phật Pháp á. Dạ. Chỗ cho con nó di chuyển hay có ơn trên cho con để sửa di chuyển về trên trển đó là đặng cho có nền cho sạch sẽ và trang nghiêm này kia trong con tú con cũng mà thờ tới ngày dĩ giảng của con nguyện với Phật Pháp con sẽ làm em vậy, con có giúp được sau này con có khả năng con giúp được đời á thì con giúp cái chuyện gì được thì con giúp. Dạ. Có nguyện với Phật Pháp gì đó. Dạ. Như nhà mình giúp nghèo hay là giúp đau hay giúp này kia ân trên thì xỉn cái gì tôi chịu này bây giờ mình không chứ không có từ chối đó em ước nguyện vậy đó là nguyện với Phật Pháp xin một đời này thôi chứ trở về chứ không có mấy này nữa mà quá rồi ráng cầu nguyện đừng về Tây Phương về để mà vững chắc ăn làm cô quá độ cô ơi. Cô cho con hỏi là trong cái cuộc sống của gia đình của cô đó thì con mới nghe cô kể là có rất là nhiều biến cố, nhất là ở trong mình sau khi ba mất mẹ mất thì những cái người thân lần lượt ra đi thì lúc đó cô như thế nào? Đau buồn dữ lắm mà tại vì cũng thiếu kém nào đó ở dưới ăn hiệp á chứ không qua ở đây em á nó mới đất ở dưới nó lỡ hết đi và mới nó mới kêu mà mẹ về sang đất này nè đang ở cái nó rồi cái mẹ thì xã giao chứ rồi tới ngày ở trên này mẹ già mẹ đâu có đi đám qua lại nhiều rồi tới mẹ mất á thì người ta đi được có 5 triệu rồi làm sao lại đủ cái đám đây đó mấy dây tiền nhà nước thêm rồi ông cha 2 năm sau lo cho bệnh cho ổng rồi tiền bạc thiếu kém dây 15 triệu nữa mới lo cái đám cho ông già rồi xong bởi giờ mắc nợ rồi cái thử em thứ em út nó bệnh nữa cái lo cho nó cái nữa cái dồn dập thất 3 mùa lúa luôn trúng dữ lắm luôn hen trời mưa xuống rồi cái xịp lép hết trơn luôn trời rồi ăn chỉ có 1 phần còn 2 phần tôi đứng tôi dòm không người ta mót ha người ta bao đó ta đậu ê sao cô cứ đứng đâu không à chứ giờ nên làm không gì biết giờ làm đó? Gì nữa giờ mình làm gì rồi đây rồi hãy cho người ta mót làm sao không lẽ mình bỏ giờ cho người ta mót đây cho mình ba mùa vậy đó rồi cái nó dồn dập đi giờ cô thiếu nợ là tiền nhà nước là gần 30 triệu đó khổ ha ừ. Mới mượn mà thành Nam Long đó anh em hôm họ bán được 15 triệu tiền lúa rồi cái mượn khoảng 16 triệu nữa tại vì bắt trả lãi luôn tiền lãi là nó 1 triệu mấy đâu rồi cái xuống trả xong rồi cái bữa trưa sau là dài lại trả lại cho bảo hiểm không có lấy tiền lời bãi vậy là cho mình mượn vậy là cô vui vậy là bây giờ ngoài cái việc mà cô ở trong một cái em sắp sập như thế này thì cô vẫn còn nợ 30 triệu tiền của nhà nước bây giờ cô mượn là trong đó thì hết năm hết 15 triệu tiền cô lo đám cho ba của mình lo chung cất đồ ông già đó là 15 triệu ông già nữa 5 triệu 5 triệu nữa là 20 triệu là tiền lo đám cho mẹ. Giờ thằng em nó hỏi ngoài 5 triệu lo tiền thuốc, tiền ăn này kia tính nó là 25 triệu. Rồi cô mới kẹt hoài quỹ gửi cái thất 2-3 mùa lúa đóng lo đóng lãi đóng lãi cô. 10 năm nay mà chưa trả được tiền nhà nước đó. Bởi vì cô sống ở trong cái em này cô về năm 2010. Vậy thì cô sống ở trong đây là từ đó đến giờ luôn. À. Là hơn 10 năm. Thì lúc trước cái em của mình đó cô nó có xuống cấp giống vậy không hay là nó không, mới bị nó làm cái phần dạ cái phần này nó mới gặn nứt đây nè con thấy nè nó làm cái đường tại vì nó là đó là ở từ cái sông xuống là cái sân là 15 thước ha còn cái nó lấn cái đường vô đó là sát đây nè cái nó kêu côn để làm đóng cừ cái tôi nói giờ tôi đóng cừ cũng được mấy ông cái nó khừ đặt thì nói giờ tôi có nhiều đó đó mấy ông đặt thì mấy ông nghĩ làm sao nghĩ chứ giờ tôi cũng không biết nói làm sao nữa rồi sao mấy ông suy nghĩ làm sao đó bắt đầu mới làm cái đường đó nó quẹo đó nó chừa ra nhiều đó đó rồi cái nó sụp nè nó sụp xuống đó nó đặt rồi cô ở đâu trong khi lúc thì cô đang khó khăn dạ, đúng rồi. Rồi tôi mới nói vậy đó rồi cái đường ta làm ta cũng né cho cô để cô ở cô đó cô thì đó đó
đó rồi người ta mới làm cái đường thấy tội nghiệp người ta né đó thầy. Rồi tu từ đó tới giờ luôn mà giờ cũng chịu cực khổ. Thấy hôm trước thì còn lao chùi nổi, bây giờ hết lao chùi nổi, ổng mưa một cái nó tràn á. Trước như này ướt hết trơn luôn, đây cũng như cả ẩm cho nó đỡ như nè. Ướt hết trơn luôn á. Con thấy ở đây nè cô, nó ẩm thấp hết luôn rồi nè. Những cái giọt này, những cái màu đen này nè là mưa. Là mưa đó cô. Là mưa đó. Ngay cả những cái con không, cái này là ai gàn lại cho cô đây? Cô ạ. Cô gàn luôn đó hả? Cô làm rồi, có nhà em đó, nó chôn cái nó cột giùm. Trời ơi trời. Cô, mọi người, cô bác bên chị sẽ thấy được gàn ở trên những cái phần mà những cái cây mà cột mà che cái phần mái ở trên đó, những cái cây kèo, cây đàn, cây ngang đó, thì nó lại bị bọt mối nó ăn hết rồi. Bọt mối ăn hết, chỉ cần mà nếu như mà có một cái tác động nhỏ thôi thì cái em có thể sập bất cứ lúc nào. Sập bất cứ lúc nào. Dạ. Rồi, con nghe nói, con nghe cô Vui nói hả cô? Dạ. Thì lúc mà cô Vui điện thì con bận công chuyện, con không có ở đây. Dạ. Hôm nay thì con cố gắng, hôm nay con với cô Vui là lên sớm, nhưng mà con có các công chuyện ở cơ quan. Dạ. Thì xong công chuyện thì con nói thôi điện cố gắng lên cô Vui liền. Dạ. Nhân viên của con với cô thì cũng lớn. Thì mong là cô bác quý anh chị mọi người xem được video clip này của Bùi Hồ về cô, thì có thể hỗ trợ cho cô một cái nơi mà cô có thể an tâm để mà cô tu niệm trong cái con đường Phật pháp của mình. Chết rồi, nãy con quên con mang dép cho luôn. Phật này là cô thỉnh ở chùa bên Sa Đéc luôn hả cô? À cô thỉnh ở chùa Hưng Thiền hả? À. Lúc trước là cô có ở chùa Hưng Thiền không? Lúc trước là cô đó là giáo hội, cô đi họp thôi chứ không. Dạ. Tại vì cô ở với Nhâm Ân ở Sa Đéc không à? Dạ. Thì sau này giờ đó có gặp bên giáo hội. Nó mưa, ống mưa rồi cái nào đó em nhìn cái kìa. Cái cô lấy tôn nó cô che ra đó. Vô lại đây thì con không biết là dùng bao nhiêu phút để quay hết được cái căn nhà của cô. Khi mà khi con thấy nè, cái ống này là cái ống điện, đường dây điện. Thì cô treo dắt dẻo ở đây. Còn cái cây này là một cái cây tạm nè. Tạm để mà chổi cho nó. Chổi. Còn ở trên đây thì những cái cây này nè, tôn này thì nó có thể bay bất cứ lúc nào luôn. Dạ, bay hổng rồi. Bay rồi lụm. Bay rồi kìa, cái mẹ cô bắt cái thang đó đó. Chứ cô quấn với anh nha, coi trèo lên đó, cái cột cột lại đó. Nó nứt hết trơn đó. Dạ. Chắc mai mốt con phải lên, không cô vào ban ngày một cái nữa. Với lại bạn con dẫn bạn con lên. Rồi ơi. Đâu cô, trước là cái chưa có gạn nước nhiều thì tối cô ngủ đây hả? Tối ngủ đây, cô ngủ đây nè. Cái chấm ở đây nữa nè. Dạ. Cái cô mới nói nó cô không có ở đây được đâu, cô phải lên ở nhờ trên nhà người em đi. Chứ cô ở đây nguy hiểm dữ lắm. Thì dạ. Chúc cô luôn có sức khỏe tốt nha. Dạ. Con chào cô nha. Thì cô cố gắng giữ gìn sức khỏe là tốt nhất cô. Cô cái này cô phải đỡ.